Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Quyết tâm, chúng con sẽ ngợi khen Chúa, luôn cả đến những ngày cuối cùng của cuộc đời chúng con trên đất. Chúng con vẫn chọn ngợi khen Ngài. Và lại Chúa, chúng con cũng thấy được ở trong lời của Ngài, đó là các thánh đồ trải qua bao nhiêu thời đại đã được cứu, đứng ở trước ngôi của Chúa và ngợi khen Ngài như tiếng của những đập nước lớn. Và chúng con cũng quyết tâm rằng chúng con sẽ gia nhập vào trong đội ngũ đó, để chúng con góp tiếng ngợi khen Ngài cho đến đời đời. Vì lại Chúa, chúng con bước đi với Ngài, chúng con thấy một điều: khi chúng con thật sự ngồi lại để đếm các ơn phước của Chúa, thì chúng con thật có hàng chục ngàn lý do để chúng con ngợi khen Ngài. Vì Chúa đối đãi với chúng con thật là tốt lành. Chúa thật là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Đứng nghe lời cầu nguyện, đứng đáp lời cầu nguyện, đứng can thiệp vào trong đời sống của chúng con, đứng ban phước và cất nhắc chúng con. Và cảm ơn Chúa, Ngài thay đổi thân thế chúng con từ những kẻ hư mất định cho sự chết đời đời, lại được Chúa cứu, được làm người nhà của Chúa. Và hơn thế nữa, Chúa Ngài lại gọi, chọn và lập chúng con, để chúng con đi và có kết quả cho vương quốc của Chúa. Và thật là một đời sống thay đổi hoàn toàn, từ hướng đi của chúng con cho đến tương lai của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, xin ban phước để chúng con cũng sẽ giúp đỡ cho nhiều người nữa. Ước mơ của chúng con, 53 triệu người Việt Nam của chúng con cũng sẽ được phước hạnh như chúng con đang hưởng. Rồi một ngày họ cũng sẽ nói như chúng con công bố trong buổi tối hôm nay. Đó là nhìn lại, từ lúc đi theo Chúa, chúng ta có rất nhiều lý do, nếu không nói hàng chục ngàn lý do để ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng con tạ cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện cho ngày đó, chúng con hướng về ngày đó. Nguyện xin Chúa ban phước trên chúng con, để mỗi công tác chúng con làm đều ở dưới sự hướng dẫn của Chúa, và cho ngày đó, ngày mà muôn dân cũng như dân tộc của chúng con sẽ cùng nhau ca ngợi Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời anh chị em ngồi. Cảm ơn Chúa. Có những tươi mới, có những phước hạnh mà Chúa ngày ban cho ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đang chuẩn bị để làm những việc lớn hơn nữa, như điều chúng ta đã cầu xin trong những ngày tháng qua, và chúng ta ao ước Chúa Ngài sẽ cũng làm thành ở trong ơn của Ngài. Có những sự mặc khải, có những sự hướng dẫn từ nơi Chúa, mà cảm ơn Chúa, đội ngũ của đoàn hội đồng cầu nguyện chiến trận thuộc linh đã được Chúa Ngài mặc khải để có những cái mục tiêu để chúng ta có thể cầu nguyện, bẻ gãy những cái công việc của thế giới tối tăm, chống đối đạo Chúa, chống đối đời sống chức vụ của những đệ tớ của Chúa, là những người có ơn của Chúa. Để chúng ta thấy với chiến thuật của kẻ thù thì chúng ta thấy nó rất là tinh vi. Có những người mệnh danh là những người con gái của Chúa, nhưng mà bất cứ chức vụ nào, từ mục sư Billy Graham cho đến những con người ngày hôm nay cận đại của chúng ta, thì đối với họ đều là tà giáo hết. Tất cả những ai mà có kết quả cho Chúa trong vương quốc của Đức Chúa Trời đều là tà giáo. Thì họ tấn công, họ tìm đủ một cách để tấn công. Thì chúng ta thấy rằng có những cái chiến thuật nó mỗi lúc chúng ta thấy rằng nó lộ diện và nó rất là dạng dĩ ở trong công việc. Chúng ta thấy ở trên mạng xã hội, trên Facebook, thì cái hàng ngũ này nó đang rất là mạnh mẽ. Trong khi đó thì hội thánh của Chúa thì chúng ta, nhiều khi chúng ta cầu nguyện còn dễ thương quá. Chúng ta cầu nguyện những lời cầu nguyện êm dịu, cầu nguyện những lời cầu nguyện mà chúng ta nghĩ rằng con cái của Chúa, cơ đốc nhân thì chúng ta phải thật là lịch sự trong sự cầu nguyện. Nhưng như trong lần trước tôi khuyến khích anh chị em, đó là đối với việc cầu nguyện của chúng ta, nhất là trong chiến trận thuộc linh, chúng ta đừng nhẹ tay với ma quỷ và công việc của nó. Và chúng ta phải tấn công một cách tối đa bằng tất cả những vũ khí mà Chúa Ngài cho chúng ta. Và lời cầu nguyện dựa trên lời của Chúa và đức tin của chúng ta có cái sức mạnh để có thể đánh tan hết tất cả những cái chiến thuật của ma quỷ đó. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta vững vàng ở trong ơn của Chúa. Chúng ta là những con người biết Kinh Thánh. Chúng ta phải biết ý của Chúa để khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không cầu nguyện một cách cầu may, nhưng mà chúng ta cầu nguyện một cách cầu xin, khẩn xin và công bố trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Thì chúng ta là con gái của Chúa, dựa trên thời gian thứ nhất chương 5 từ câu 4-15, thì chúng ta không thể nào là những người cầu xin, cầu nguyện một cách cầu may được. Tức là may mắn thì được. Hay là nhiều con gái của Chúa
ở trong hội thánh của Chúa, hội thánh phổ thông của Chúa ngày hôm nay vẫn còn ở trong cái thái độ đã được dạy, đã được nhồi nhét nhiều năm rồi, cho nên người ta vẫn là ý Chúa được nên. Nhưng anh chị em, lời của Chúa ở tại đây cho chúng ta thấy rằng chúng ta không cầu nguyện nhiều điều rồi xong rồi chúng ta kết luận là ý Chúa được nên, nhưng mà phải ngược lại. Chúng ta trở lại với thời gian thứ nhất chương 5 của 14-15 một lần nữa. Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không rụt rè, chúng ta không nhút nhát, chúng ta không lấp ló trong việc chúng ta cầu nguyện. Mà chúng ta dạng dĩ. Giống như là một cái người, tôi nhớ hồi nhỏ còn đi học. Thì ngày nào mà mình thuộc bài, thì ngày đó vui lắm. Và cấp sách đến trường đó thì là mình nói rằng hôm nay là mình sẵn sàng. Cho nên gặp thầy, gặp cô là mình cứ chào tuốt hết. Còn cái ngày nào mà mình không thuộc bài đó, thì gặp thầy cô là lấm lét. Mà thầy cô là những người kinh nghiệm, nó thấy mấy đứa mà mặt mày lấm lét là biết nó không thuộc bài, thì gọi tên của nó là đến đó, ngày đó là nó chết là cái chắc. Cho nên chúng ta thấy, rồi ngồi trong lớp cũng vậy. Khi thầy cô mà tôi có một cô giáo, bà cũng áp lực và hành hạ học sinh dữ lắm. Để cái cuốn sổ tên của học trò của mình ở trong lớp, bà cầm cây viết chì, bà cứ rà lên rà xuống. Mà mình biết cái tên của mình, cái họ của mình nó nằm ở cái khoảng nào đó, cây viết chì của bà kéo xuống gần tới là mình thoát ruột. Nhưng mà ngày nào mà mình gọi là thuộc bài á, thì thấy bà rà xuống mà bà nhìn đó, là mình cũng dám ngóc đầu lên để cho bà thấy cái mặt của mình. Tại vì hôm đó mình thuộc bài. Anh chị em yêu nhau, khi chúng ta vào trước mặt Chúa mà chúng ta hiểu ý của Ngài, chúng ta biết ý của Ngài, thì chúng ta sẽ dạng dĩ đến trước mặt Chúa. Và một khi chúng ta hiểu được, chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa, thì chúng ta biết một điều, đó là theo ý muốn của Ngài, chúng ta cầu xin bất cứ việc gì thì Ngài cũng nghe chúng ta. Như vậy, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải tìm hiểu ý của Chúa trước. Ngược lại, chúng ta thấy rằng anh em của chúng ta nhiều nơi đã không tìm ý của Chúa, mà mình cứ cầu nguyện theo ý của mình. Rồi xong rồi mình kết luận cái lời cầu nguyện đó là xin ý Chúa được nên. Thì nó ngược lại, đó là lời cầu nguyện không có đức tin. Bởi vì chúng ta biết ý của Chúa, chúng ta xin với tất cả lòng tin và tin chắc rằng việc nó xảy ra mới là cầu nguyện của đức tin. Còn nếu chúng ta cầu nguyện 5 điều 7 chuyện xong rồi chúng ta kết luận bằng cách là xin ý Chúa được nên, chỉ có một lần Đức Chúa Giêsu cầu nguyện lời cầu nguyện đó. Lời cầu nguyện mà ở trong vườn Gethsemane Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Không theo ý con nhưng theo ý của Cha. Chúng ta thấy áp dụng thì người ta áp dụng trong tất cả những lời cầu nguyện. Đó là lý do tại sao nhiều đời sống cầu nguyện không có linh nghiệm. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Ở đây là chỗ khác biệt. Lời cầu nguyện của chúng ta đầy đức tin. Chúng ta cầu nguyện xong, chúng ta có thể mạnh mẽ tin chắc rằng nó xảy ra bằng cách là chúng ta cảm ơn Chúa trước nữa. Bởi vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những gì mắt của mình chưa thấy, mới là tiếng nói của đức tin. Chúng ta thấy rồi thì không còn là đức tin nữa. Không thấy mà tin, đón chào nó từ xa, đó là tiếng nói của đức tin, đó là lời cầu nguyện của đức tin. Cảm ơn Chúa. Lời cầu nguyện khẩn Ngài là lời cầu xin Chúa thay đổi một điều gì đó. Lời cầu nguyện này luôn luôn được đặt trên nền tảng ý chỉ, được mặc khải của Đức Chúa Trời đã được viết ở trong lời của Ngài. Anh chị em, chúng ta phải biết lời của Chúa. Như tuần rồi chúng ta cũng đã được nhắc nhở, lời của Chúa cũng phải như là đạn đó. Chúng ta có một cái súng mà cầu nguyện, chúng ta có nòng súng, chúng ta có cò. Nhưng mà nếu có súng, có cò sẵn sàng để bóp, mà ở trong súng của chúng ta không có đạn, thì chúng ta thấy rằng không có giá trị gì hết. Phải có lời của Chúa, phải hiểu. Lời cầu nguyện, đức tin là lời cầu nguyện theo lời của Đức Chúa Trời. Giăng chương 15 câu 7 câu 8 cho chúng ta thấy chính lời của Đức Chúa Giêsu nói: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời của ta ở trong các ngươi, hãy xin mọi điều mình muốn. Ở đây Chúa Giêsu có thổi phồng vấn đề không chứ? Chúa nói như vậy chứ sao mà có cái chuyện cầu xin mọi điều mình muốn. Chúa rất nghiêm túc trong việc này. Và Chúa cho chúng ta một cái sự mặc khải, một cái lời mời chúng ta thấy hết sức là tuyệt vời tại đây. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, đó là điều mà chúng ta cần, điều kiện mà chúng ta cần có, cứ ở trong Chúa. Chứ không có lúc ở trong Chúa, lúc chạy ra ngoài lang thang ở ngoài kia, không. Cứ ở trong Chúa. Và chúng ta biết phần Kinh Thánh này
liên quan đến một cái hình ảnh mà Chúa ngày giới thiệu cho chúng ta, một ý niệm mà Chúa ngày giới thiệu cho chúng ta giữa cành nho và gốc nho. Cái chữ cứ ở tại đây, ở trong bản tiếng Anh là chữ abide. Abide có nghĩa là chúng ta luôn ở dưới cái chức vụ của Chúa. Chúng ta luôn liên lạc với Ngài như cành nho liền gốc, cứ ở trong Chúa. Nếu chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta có một lối sống tương giao gần gũi, cứ ở trong Chúa, thì thêm một yếu tố thứ nhì, những lời ta ở trong các ngươi. Chúng ta ở trong Chúa và lời của Chúa ở trong chúng ta. Mà lời cũng là Chúa Giê-xu, vì Ngài đã từng giới thiệu, ta là đường đi, chân lý hay là lời và sự sống. Cho nên lời không phải là chữ nghĩa, nhưng mà lời là một con người, là Chúa Giê-xu. Những lời ta ở trong các ngươi, thì Chúa bảo điều gì? Hãy, tức là Chúa Ngài truyền lệnh, hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Cảm ơn Chúa. Ở đây cho chúng ta thấy Chúa Ngài gửi ra một cái lời mời rất rộng. Thế rằng phần của chúng ta cứ làm cái công việc, cứ ở trong Chúa và ở lời của Ngài ở trong chúng ta. Lúc bây giờ Chúa Ngài khuyến khích chúng ta hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Và Chúa Ngài cho luôn một cái sự bảo đảm 100% thì sẽ được điều đó. Không có thể, cũng không là một phần. Cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Cảm ơn Chúa. Lý do tại sao? Này cha ta sẽ được sáng danh thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta đấy. Khi cuộc đời của chúng ta mà kết quả đó, thì Chúa được sáng danh. Cảm ơn Chúa. Như vậy, khi đời sống cầu nguyện của chúng ta mà đầy kết quả đó, danh Chúa được cải sáng. Anh chị em hiểu điều đó. Bởi vì công việc sẽ làm sáng danh Chúa. Tôi lấy ví dụ như chúng ta hai thứ ba tuần trước thì ví với anh chị Hải cầu nguyện cho bác Hoàng. Trong giây phút hết sức là nguy hiểm, như chúng ta thấy hình anh Hải gửi cho chúng ta qua FaceTime lúc đó, và chúng ta nhìn thấy ông đang nằm ở trên giường, bác sĩ đang tìm cách để cứu mạng của ông, ống nhợi trong mũi, trong miệng của ông. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi chúng ta cầu nguyện tối thứ ba, sáng thứ tư người ta rút ống ra, ông thở được bình thường. Cảm ơn Chúa. Có nhiều điều mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện khi chúng ta hiệp nhất, chúng ta hiệp ý, chúng ta cầu nguyện theo ý của Đức Chúa Trời, thì chúng ta dặn dĩ cảm ơn Chúa, vì chúng ta biết chắc rằng điều đó chắc chắn sẽ được xảy ra. Và Chúa được vinh hiển, bởi vì những người thấy hiện trạng, những người cầu nguyện, chúng ta biết thì hoàn cảnh nó rất là bế tắc so với con người của chúng ta. Lúc đó chúng ta cũng cầu nguyện cho, bởi vì thận của bác cũng đang bị yếu, phổi thì chứa nước, tim thì nó yếu, và chúng ta thường biết là nó liên quan với nhau. Khi người ta điều trị bệnh mà nằm ở một chỗ ít hoạt động thì phổi nó không có làm việc tốt, và tim mà nó yếu nữa thì chúng ta sẽ thấy có một điều là tim và phổi nó liên quan với nhau. Thì tim mà nó yếu, phổi không hoạt động, hít thở một cách bình thường vì thiếu vận động, thì nó thừa nước, mà thừa nước thì nó làm cho ngợp, ngợp thì phổi nó lại càng yếu hơn. Có ba điều mà tôi biết nhưng mà không có dám nói ra với anh chị em. Là bác sĩ cho chúng ta biết khi tim yếu, phổi có nước mà thận yếu nữa, ba cái đó mình nhập chung lại, người đó khó sống. Và chúng tôi đã từng ở trong những vị trí chiến đấu cho những người mà ba cái bộ phận đó mà nó yếu cùng một lúc ấy, thì cái người đó khó để có thể vượt qua được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta biết ý của Chúa, Ngài muốn chúng ta được chữa lành, cho nên Ngài đã bằng lòng gánh lấy những đau đớn và những lằn đòn của Ngài cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không một chút nghi ngờ. Và cảm ơn Chúa, anh Hải cho chúng tôi biết là sẽ gom lại những hình ảnh và sẽ có một ngày gần đây bác Hoàng sẽ khi được phục hồi hoàn toàn, hiện tại đang ở nhà tập đi đứng trở lại. Ông sẽ đứng tại đây để làm chứng về công việc của Chúa làm. 92 tuổi trải qua một giải phẫu và có những cái rắc rối sau cơn giải phẫu, những cái complicate sau operation đó, thì chúng ta biết rằng rất là khó. Anh Hải cho tôi biết rằng đã có tiếng nói của bác sĩ là bây giờ đưa bác ra hospice, tức là họ đã đầu hàng rồi đó. Từ bệnh điều trị mà nó đưa mình ra hospice, tức là nó nói rằng họ hết làm được cái gì cho mình rồi, bây giờ đưa ra đó cho thuốc giảm đau, thuốc ngủ, để chờ người thân của mình qua đời thôi.
Cảm ơn Chúa ngày hôm nay bác trở về sinh hoạt với gia đình một cách bình thường. Bởi Chúa đáp lại cầu nguyện. Amen anh chị em. Ngợi khen Chúa, danh của Chúa được cả sáng khi những việc như vậy xảy ra. Nên công việc của chúng ta, anh chị em, chúng ta cần nhớ lời của Chúa. Học mà nắm biết lời của Ngài. Thi Thiên 119, trong câu 130, sự giải bài lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Thật thà tại đây cũng là những người khiêm nhường đó. Chúng ta không có khôn ranh quá, chúng ta cho mình khôn hơn Đức Chúa Trời. Vì có những người họ lập luận như là họ khôn hơn Đức Chúa Trời đó. Chứ còn không có hãm để nhận lời của Chúa phán, chúng ta tin để việc nó xảy ra. Cảm ơn Chúa vì sự giải bài lời Chúa soi sáng cho chúng ta. Thi Thiên 119 câu 105, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa ở tại đây là ngọn đèn cho chân của chúng ta. Chứ không phải là đèn pha rọi từ xa đến nơi xa. Nhưng mà ngay ở trước mặt chúng ta, vì Chúa Ngài muốn dẫn chúng ta từng bước một. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng ta, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta cần bám theo lời của Chúa, nhờ cậy Ngài, cứ ở trong Chúa và lời của Ngài ở trong chúng ta. Đây là cầu nguyện của chúng ta được nhậm. Và thời gian thứ nhất chương 5, 14, 15 chúng ta đã được nhắc nhở rồi. Tìm biết ý của Chúa, rồi chúng ta giảng dĩ, đến nơi trước mặt Chúa và chúng ta vâng theo lời mời của Chúa và lệnh của Ngài. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Cảm ơn Chúa. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Hãy cầu xin bất cứ việc gì, thì chúng ta biết rằng Ngài sẽ nghe chúng ta. Rồi chúng ta bởi đức tin, cảm ơn Chúa. Người ta có thể nói chúng ta là những người thiêng liêng quá, hoặc là chúng ta cuồng tín quá, chưa thấy mà sao cảm ơn. Không phải cuồng tín, nhưng mà là tiếng nói của đức tin. Amen anh chị em. Thứ hai, lời của Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài. Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Hầu cho hễ ai tin, ở đây chúng ta thấy rộng lắm á. Bất cứ ai tin thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy chúng ta thấy ý của Chúa rõ ràng cho sự cứu rỗi rồi. Nên khi chúng ta cầu nguyện cho sự cứu rỗi cho một người nào đó, thì chúng ta hãy biết ý của Chúa. Và trái tim của Tin Lành đã nói lên ý của Chúa rồi đó. Rồi Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu số 9 lại xác nhận chúng ta thêm nữa. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho mọi người nào chết mất. Không muốn cho một người nào chết mất. Muốn cho mọi người đều ăn năn. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hiểu hai câu này chúng ta thấy thích thú lắm phải không? Cho nên việc chúng ta xin 53 triệu trước mặt Chúa không có gì gọi là quá lớn. Vì ý của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cứu cả nhân loại lần mà. Ngài muốn mọi người đều có cơ hội ăn năn. Vì Ngài không muốn một người nào chết mất hết. Cho nên cái việc này chúng ta có thể dặn dĩ đến chúng ta xin Chúa. Những người xung quanh của chúng ta luôn, có những người trong nhà thờ, trong giáo hội, họ có thể nói chúng ta điên rồi, chúng ta xin những cái chuyện quá lớn, chuyện không tưởng. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta cầu nguyện trong đức tin. Amen. Cho nên chúng ta đừng để cho những cái người ngược ngạo, vô tín, không tin Đức Chúa Trời mà người ta có đức tin, người ta xin thì mình lại nói người ta vô tín và vô lý. Đừng để những tiếng nói đó làm cho chúng ta mệt mỏi, mãi vững vàng để chúng ta cầu xin theo ý của Chúa. Thứ ba, hãy tin vào lời Ngài khi chúng ta cầu nguyện. Vì dân số ký chương 23 câu 19 cho chúng ta một cái so sánh. Đáng lý ra không được so sánh cái điều này, nhưng mà chúng ta thấy tại đây dân số ký 23 câu 19 so sánh để chúng ta thấy vấn đề. Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con của loài người đang hối cải. Anh chị em có bao giờ mình hứa cái gì xong rồi mình hối cải, mình tiếc vì mình đã hứa? Có không? Dạ. Yeah. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không bao giờ. Lý do tại sao chúng ta hối cải hay là chúng ta tiếc vì chúng ta đã hứa quá, vì nó lớn hơn cái khả năng của chúng ta, hay là chúng ta không có điều kiện để giữ cái lời hứa đó. Đó là phần của chúng ta. Đức Chúa Trời, Ngài có cái gì quá lớn cho Ngài không? Có cái gì là khó chú không? Không phải như loài người của chúng ta. Cái bản chất của chúng ta tội lỗi đó,
thì chúng ta có thể hứa cho qua. Giống như cha mẹ Việt Nam, chúng ta thường hay bị vấp vào cái lỗi này. Mình bận cái gì đó, mà con cái nó chạy lại, nó xin mình cái gì đó. Mình hứa đại, là mình đuổi nó đi để mình tiếp tục làm công việc của mình. Mà mình làm quen rồi, thì con cái của người Việt Nam của chúng ta đó, thì nhiều khi nó để trong lòng, nó không nói. Nó không tin chúng ta nữa. Mà nó biết là cha mẹ nói là có nói như vậy thôi, chứ còn thực hiện thì chắc là không. Nhưng mà chúng ta biết rằng điều đó rất nguy hiểm ở tại nước Mỹ này. Vì cái văn hóa của nước Mỹ, người ta huấn luyện cái việc giữ lời của mình, hứa với những người thấp hơn mình, nhỏ hơn mình, như là con cái chúng ta, là cấp dưới của chúng ta. Mà phải giữ lời đó là cái việc mà chúng ta biết rằng đối với họ rất là quan trọng. Cho nên con cái của chúng ta ở Mỹ này, nó thường nó nhắc chúng ta một cái câu: nhưng ba hứa mà, nhưng mẹ hứa mà. Việt Nam của chúng ta xách cái guốc, xách cái dép lên, tao đập mày chết bây giờ, đi chỗ khác chơi. Lấn lướt lấy cái quyền làm cha mẹ của mình để nuốt lời, mà còn hăm dọa con cái. Nhưng mà tại Mỹ này thì không. Chúng ta hứa, chúng ta phải giữ lời. Rất là quan trọng. Tại vì cái văn hóa này, cảm ơn Chúa, đều được ảnh hưởng bởi Kinh Thánh và ảnh hưởng bởi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy giữ những lời mình hứa là điều rất là quan trọng. Tại đây, cái sự so sánh tại đây, tác giả nhân cách hóa Đức Chúa Trời đem so sánh với con người chúng ta. Dĩ nhiên là cái sự so sánh này không nên có. Nhưng mà để làm sáng tỏ vấn đề, Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối. Và chúng ta phải tin điều đó. Cũng chẳng phải là con loài người đang hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư. Điều Ngài đã phán, Ngài há chẳng làm cho ứng nghiệm sao? Cảm ơn Chúa. Như vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta phải tìm biết ý của Chúa trong lời của Ngài. Mà một khi chúng ta có rồi, chúng ta dặn dĩ đến, chúng ta xin. Mà khi chúng ta xin theo ý của Chúa, chúng ta biết rằng mình đã nhận được điều mình cầu xin. Đó là sự cầu nguyện đầy đức tin, là như vậy anh chị em. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà có một việc chúng ta cần để ý. Chúng ta có thể cầu nguyện trong đức tin, chúng ta có thể cầu nguyện theo lời của Chúa. Nhưng chúng ta có thể phá vỡ cái sự đáp lời của Chúa bằng những lời chúng ta nói sau khi chúng ta cầu nguyện. Điều thứ tư mà tôi mời anh chị em suy nghĩ và nhắc nhở: đừng vô hiệu hóa lời cầu nguyện của bạn. Từ miệng đừng thốt ra điều gì ngoài lời của Đức Chúa Trời. Vì có một khi lời cảnh cáo khác mà Đức Chúa Trời Ngài nói với Môi-se để nhắc nhở dân sự của Chúa: ta đãi các ngươi tùy theo lời ta nghe miệng các ngươi nói. Chúa sẽ đãi chúng ta tùy theo điều chúng ta, Chúa nghe miệng chúng ta nói. Nếu miệng của chúng ta nói những lời tiêu cực, Chúa sẽ đãi chúng ta giống như vậy. Mà nếu lời của chúng ta nói là những lời tích cực, những lời đầy đức tin, Chúa cũng sẽ đãi chúng ta như vậy. Cho nên khi cầu nguyện xong, anh chị em đừng thốt ra những gì ngoài lời của Đức Chúa Trời. Mình cầu nguyện theo ý của Chúa, theo lời của Ngài, thì cầu nguyện xong, chúng ta duy nhất chúng ta làm là cảm tạ. Cảm ơn Chúa trước, lấy đức tin đón nhận, chứ đừng nói những điều ngược lại. Có nhiều người cầu nguyện xong đứng lên là bắt đầu nói bậy, nói ngược lại hết những gì mình xin. Người cầu nguyện vậy chứ còn cái bệnh này là người ta đã nói rồi, nó không thể nào có thể giải quyết được. Nghe người ta nói là ung thư là nó là cái bản án tử hình rồi, không có cách nào khác để xoay sở được hết. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài nói rằng: ô, ta sẽ đãi như điều ta nghe miệng con nói như vậy phải không? Ta sẽ đãi con. Đó là lời Chúa nói, chứ không phải là tiếng nói đức tin hay là của các mục sư, nhưng mà đó là lời của Chúa. Hãy làm đúng như Abraham. Ông giữ lòng tin kiên định bằng cách nắm chặt lấy lời hứa. Và sách Hebrew cho chúng ta biết rằng ông không chao đảo, dao động, mà buộc chặt mình vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Mặc dù cái điều mà Chúa hứa với ông đó, đối với sự suy nghĩ của ông, thì chúng ta thấy rằng nó khó vô cùng. Nếu Chúa hứa với ông cái điều đó năm ông 75 tuổi, nó xảy ra liền, thì đối với Abraham khó, nhưng mà cũng có thể thực hiện được vì 75 tuổi. Nhưng mà 25 năm sau xảy ra, lúc ông 100 tuổi đó, thì khó lắm á. Rồi lời của Chúa còn nói rằng ông cũng thấy tử cung của vợ của ông nó đã khô rồi, bà đã già rồi, bà 90 tuổi rồi. Ông 100 tuổi, bà 90 tuổi cộng lại với nhau
thì thấy rằng cái tỷ lệ xác suất con là con số 0. Và cảm ơn Chúa, điều mà Abraham làm là ông tin từ cái chỗ không có mà Đức Chúa Trời có thể làm cho nó có. Đó là đức tin tuyệt vời. Và ông nắm chặt ở trong đức tin đó như lời của Chúa hứa. Dĩ nhiên là Chúa giúp đỡ cho ông. Ông lẩn quẩn tù túng nằm ở trong cái lều, cái trại của mình đó. Thì khó cho ông. Ông bắt đầu toan tính và nghĩ đến cái việc chắc là Đức Chúa Trời sẽ dùng đầy tớ của ông đó, Eliezer đó, đi để mà làm người sanh con nối dõi cho ông. Và Chúa nói không. Nó từ nơi ruột thịt của ông ra, từ nơi thân thể của ông ra. Và Chúa kéo ông ra khỏi cái lều. Đây là tiếng nói của đức tin và tiếng nói của khải tượng, anh chị em, là ngôn ngữ của Đức Thánh Linh. Chúa kéo ông ra khỏi lều, nói rằng con đếm các ngôi sao trên trời đi. Tôi hình dung Abraham đếm 1, 2, 3, 4, ông đếm đến 1000. Chúa hỏi con đếm nữa không? Và Chúa nói rằng con cháu hậu tự của con sẽ đông như sao trên trời. Chắc ông cũng đã từng, bởi vì Chúa không bao giờ nói những cái gì mà vô lý hết, và sẽ hơn cát ở dưới biển. Chúa làm một công việc hết sức là lạ lùng nữa. Chúa đổi tên luôn. Ông trước đây là Abraham, có nghĩa là cha. Và Chúa đổi thành Abraham, là cha của nhiều dân tộc. Để khi bà gọi anh Abraham, có nghĩa là cha của nhiều dân tộc ơi, thì từ trong ông, cũng như thân thể của ông, các tế bào của ông nó nghe chuyện đó. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta đúng 1 năm sau, Isaac được sanh ra. Phần đầu của mục tiêu của chúng ta cầu nguyện để Việt Nam chúng ta được phước là khải tượng. Chúng ta phải có một cái đức tin và có một cái khải tượng là Việt Nam sẽ được cứu. Và tôi xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta trong giấc chiêm bao, trong cuộc sống của chúng ta, có giây phút nào đó Đức Chúa Trời Ngài kéo chúng ta ra khỏi cái tình trạng hiện tại của mình, để rồi Chúa Ngài chỉ cho chúng ta thấy những việc có thể xảy ra. Đối với tôi thì có những cái khoảnh khắc mà tôi nhớ luôn. 2005, ngồi ở trên một chuyến xe bus, người ta chở các đại biểu của Bắc Mỹ đi từ nhà thờ chỗ điểm nhóm đến sân vận động quốc gia của Indonesia. Thì Chúa cho tôi một cái khải tượng mở ra là có những dòng sông của những con người. Và trước mắt tôi cũng thấy anh chị em 120.000 người đang đổ vào ở trong sân vận động. Nhưng lớn lắm, 120.000 lớn lắm anh chị em. Và người ta lũ lượt, người ta đi len qua những cái chỗ các chiếc xe bus đậu. Thì cùng một lúc Chúa Ngài cho tôi thấy một cái bức ảnh ở phía trên những gì mà tôi thấy con người đang đi đó, là dân tộc Việt Nam của chúng ta, nhiều người sẽ được đổ vào ở trong nhà của Chúa, mà họ lìa khỏi chùa đình miếu. Rồi từ đó họ bỏ, họ đi ra, rồi như những dòng sông họ tràn vào các nhà thờ. Tôi ngồi đó mà nước mắt nó cứ chảy. Tôi nói rằng là Chúa, đây là điều Chúa sẽ làm sao? Chúa nói rằng con dám tin, ta dám làm. Và kể từ đó tôi cầu nguyện cho việc này với cái khải tượng Chúa cho đó. Một khoảnh khắc khác, năm 1992, khi tôi về Việt Nam thăm ba mẹ tôi lần đầu tiên, trong lúc tôi đang ở nhà ba mẹ tôi và tôi cầu nguyện cho Việt Nam, nhất là quê hương của tôi, cái xứ mà trước đây một cái đạo người ta nói rằng rất là hòa, rất là hảo, và họ đã bắt cóc ông nội tôi, tống tiền, đốt nhà thờ, là cái nhà kho trước đây của ông. Sau khi ông tin Chúa, ông dâng để sửa chữa lại, làm nơi nhóm lại ở tại chợ Vàng. Và họ bắt ông nội của tôi, bà nội của tôi, là phải lấy hết tất cả tài sản của mình để chuộc ông nội tôi về. Họ không nói tiền mà nói tất cả tài sản, có nghĩa là luôn cái quần cái áo của mình cũng phải bán hết, được bao nhiêu đem nộp cho họ, họ mới thả ông. Và suốt trong những ngày đó họ tra tấn đánh ông rất là tàn nhẫn. Nhưng ông nội của tôi thì có võ, cho nên mặc dù bị đánh đập như vậy, nhưng mà ông chỉ bị
bị chấn thương. Và suốt những năm còn lại, từ lúc tôi khôn lớn, phải đi hái những cái ổ kiến vàng, nhất là ở trên cây mãng cầu. Chúng tôi có được bà nội tôi may cho một cái túi bằng vải mùng. Chúng tôi leo lên những cái cây đó với cái thang là túm cả lại, bẻ luôn cái nhành xách về. Thì mỗi lần mà ông nhúng nó vào ở trong nước ông uống đó, thì là ho ra máu. Những cái gì mà nó ứ động bên trong nó nhiều năm sau vẫn còn hiện ra. Và họ sau khi thả ông nội tôi thì họ đã làm một cái công việc là phải biệt xứ và đổi tên. Cho nên từ Chợ Vàm họ văng gia đình của chúng tôi lên đến Tân Châu. Ông nội tôi phải lấy họ của mẹ là họ Huỳnh cho đến ngày hôm nay. Thì ở trong cái khung cảnh chúng tôi quỳ gối cầu nguyện đó thì Chúa ngài cho thấy đó là đến một lúc chức vụ của tôi sẽ được Chúa ngài sử dụng để ảnh hưởng trên hội thánh của Chúa tại Việt Nam một cách rất là lớn lao. Cảm ơn Chúa vì những khoảnh khắc đó, nó như ngày hôm qua bởi vì tôi nuôi nó trong lòng của mình. Tiếng nói của đức tin và lời cầu nguyện của đức tin của chúng ta phải dựa trên những gì mà Chúa cho chúng ta thấy. Amen anh chị em. Rồi như chúng ta đã học về cuộc đời của ông Joseph, những điều mà chúng ta đã được Chúa cho thấy và so với những điều chúng ta đang thấy trước mắt của mình, nếu nó không giống những điều Chúa cho chúng ta thấy, chúng ta biết những cái chuyện này nó là tạm thời, rồi nó sẽ qua. Những khó khăn bắt bớ, những cái chụp mũ, những cái gì gì đó, nó là chuyện tạm thời, bởi vì nó không đúng như điều mà Chúa đã cho chúng ta thấy. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta đứng vững từ thập niên này sang thập niên khác. Anh xem chuyện 31 năm về trước, và tôi kể cho anh chị em nãy giờ như chuyện của ngày hôm qua. Lý do là bởi vì tôi sống với khải tượng đó. Có những lúc tôi nói cho các anh chị em, nhất là các chiến sĩ cầu thai để biết, để cầu nguyện. Và không nói được ra bên ngoài. Bởi vì giống như ông Joseph đó, mình cho khải tượng sớm quá họ bắt bớ mình. Họ ghét mình, họ nói làm tàn. Chúa dùng cho cả nước. Xin mà xin lớn như vậy. Chỉ có những người điên mới dám xin như vậy. 100 năm thì tin lành của Chúa đến Việt Nam mới có 1 triệu người. Bây giờ dám xin đến 53 triệu. Không sao. Như ông Joseph ông kể cho các anh của ông. Mày cái thằng kiêu ngạo. Rồi cha của ông cũng nói. Tao với mẹ của mày cũng phải cúi đầu xuống trước mặt mày sao? Chúng ta để ý là ông hỏi như vậy. Rồi ông ghi chép trong lòng. Vì ông cũng là con người đã từng gặp Chúa và đã nghe tiếng Chúa phán. Những điều mà Chúa nói với ông lúc ông ở tại Bethel, anh chị em còn nhớ không? Chúa hứa, ông cầu xin Chúa, nếu Chúa ngài cho con đi được bình an và con trở về thì con sẽ hầu việc Chúa, sẽ dâng hiến cho ngài. Buổi tối cái cục đá ông dùng để gác đầu ngủ đó, sáng thức dậy ông dựng đứng nó lên, bỗng tuyên bố đây là nhà của Đức Chúa Trời. Tôi tưởng đây là đất bình thường nhưng mà không ngờ đây là nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên cái chữ Bethel, Bethel là như vậy. Ông biết Joseph đã thấy một cái gì đó, đã có cái tiếng nói đức tin này, cho nên ông giữ những điều đó trong lòng. Còn Joseph lần thứ nhì thì ông biết rồi. Nói những điều Chúa ngài bày tỏ cho mình mà quá sớm đó, chỉ bị chúng ghét thôi. Tôi nghĩ ban đầu ông trong cái sự non trẻ ngây thơ, ông nghĩ rằng các anh của ông sẽ nhảy lên vui mừng. Ô, em của mình sau này nó sẽ làm quan chức lớn lắm á. Không ngờ là lời của Chúa nói rằng họ không cái lời nào gọi là dễ nghe đối với ông hết. Không có cái lời nào gọi là lịch sự để nói với ông hết. Và từ đó là họ đai nghiến. Họ gặp ông từ xa là họ đã nói cái thằng nằm mộng nó đang đi tới kìa. Nhưng mà Joseph biết. Cho nên khi các anh lo sợ khi cha qua đời thì ông trấn an họ. Các anh đừng sợ. Vì các anh toan làm hại tôi nhưng mà Đức Chúa Trời toan làm ơn cho tôi. Và ngài đã mang tôi đến đây để làm một sự giải lao để nhiều người được cứu, được sống. Cảm ơn Chúa. Em đừng vô hiệu hóa lời cầu nguyện của chúng ta. Đừng nói ngược lại. Hãy làm đúng như Abraham. Cứ đứng vững ở trong đức tin của mình. Không chao đảo, dao động. Cứ đặt lòng tin nơi Chúa. Mắt chăm xem nơi lời của Chúa. Đừng xem những chuyện bên ngoài. Bám theo lời của Chúa, cứ tiếp tục đọc lời của Chúa để chúng ta thấy. Có một cái ảnh hưởng phước hạnh lớn khi tôi đọc lời của Chúa. Đó là thấy những chuyện vĩ đại Chúa đã làm ghi lại trong Kinh Thánh. Và khi đó nó cứ nới rộng cái capacity, cái khả năng sức chứa của tôi về tiếng nói của đức tin.
Càng đọc lời của Chúa, mình thấy Chúa của mình làm, nhúng tay vào thì Ngài làm những chuyện rất lớn. Cho đến ngày hôm nay không ai giải thích được làm sao có một ngọn gió thổi mà làm cho biển đỏ rẽ ra làm hai và nó như là hai cái vách. Mà gió nó thổi như vậy, giữ cho nước như vậy, nhưng mà dân sự của Chúa mà ở trong cái sức gió như vậy đó thì là họ bị thổi như những cái lon coca lăn ở trên sàn nhà. Nhưng mà cái thánh ghi lại chúng ta hơn 1 triệu người đi qua như trên đất khô. Nên là thử hình dung mình đang đi mà cái vách nước nó như vậy rất rào vô thì không thấy nó là thủy tinh hay là kính hay là cái gì đó, mà nó sừng sững như vậy. Mình thì đang đi ở chỗ đó, bất cứ lúc nào cái gì nó đang giữ nó lại, mà rút tay lại một cái thì là mình sẽ bị nước nó ập lại. Chúa chúng ta làm Ngài làm chuyện lớn như vậy đó. Lại có những chuyện mà chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy nó khó, đối với Đức Chúa Trời không gì là khó. Người Việt của chúng ta có câu là vắt chài ra nước, cái chài cái cối để mà đâm ở trong cái cối để giả gạo hay là gì đó. Thì người Việt của chúng ta có một cái câu nói đó, cái người mà gọi là hạ tiện đến cái độ cái cổ của cái chài đó mà vắt mà thành ra nước là cái chuyện mà chúng ta impossible. Mà cái chài nó chỉ là bằng gỗ thôi anh chị em. Đức Chúa Trời thì Ngài vắt đá, Ngài chẻ đá ra và đá nó đổ nước ra để hơn 1 triệu người đàn ông cộng với đàn bà, con nít và súc vật uống, tha hồ uống. Uống theo kiểu mà Việt Nam chúng ta có câu là uống tạt ga luôn. Uống cho tất cả mọi người đã khát mà còn chứa lại được. Mà nó, thí dụ như nó từ một cái suối rồi vì cái lý do nào đó nó khô đi. Bây giờ cái suối nó lại khởi động trở lại, nó có nước trở lại. Chúng ta nói cái chuyện tự nhiên, bởi vì nước, những mạch nước đầu nguồn trên đó nó có một sự nguồn tiếp trợ gì đó, tuyết nó tan hay là mưa ở trên cao nó đổ nước xuống, chuyện nó giải thích được. Đằng này một cục đá, và công việc của Môi-se là cứ cầm cây gậy đến bạp, bạp, bạp. Lần đầu tiên 3 lần nước từ trong đổ ra. Tôi đi qua bên đó, người ta nói rằng là có một cái hòn đá, mà người ta tin rằng có là hòn đá mà Chúa đã cho nước đổ ra. Cho đến ngày hôm nay cái hòn đá đó, có một cái hòn đá mà có một cái chỗ giống như nó bị tét ra đó, mà nước nó chảy ra đến cái độ chỗ đó, nước chảy đá mòn đó, nó láng ở trong cái chỗ đó. Đá mà Chúa còn cho nước đổ ra được, anh chị em không có gì là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải biết lời của Chúa và biết Chúa. Vì dân sự biết Ngài sẽ làm những chuyện lớn. Those who know their God will be exploited. Họ làm những cái chuyện đem lại kỳ tích, đem lại chuyện lớn, bởi vì họ biết Chúa. Càng biết Chúa rõ chừng nào, chúng ta càng dám làm những chuyện táo bạo chừng đó. Vì chúng ta biết Chúa sai phái chúng ta cứ làm, chúng ta sẽ thấy kết quả, bởi vì Chúa không sai lầm bao giờ. Cảm ơn Chúa. Tin và nhận biết chính mình được Chúa làm cho vững vàng, mọi điều khác đều là giả dối, hãy trách nó. Khi ma quỷ nó nói hay là có những tiếng nói nó dùng những người xung quanh của chúng ta, đừng có quở họ. Họ có thể họ không hiểu, họ vấp phạm. Nhưng Chúa Giê-xu Ngài quở. Phi-rơ tài lanh. Khi Chúa Giê-xu mới được Chúa khen, nghe Chúa Ngài nói bây giờ ta phải lên Jerusalem, tại đó sẽ chịu khổ dưới tay của các trưởng lão, rồi bị đóng đinh thập tự giá. Phi ra đến, thầy ơi, đến đây. Mắt Chúa đi ra, nó nhỏ. Đức Chúa Trời nào nỡ làm như vậy? Nói chuyện đó nói chuyện không tốt. Nói chuyện đó là chuyện không nên nói. Mình đang được nhiều người mến mộ. Người ta đang mến mộ thầy, người ta đang hiểm trợ để sẵn sàng để tôn thầy lên làm vua. Đừng nói cái chuyện chết chóc ở chỗ này. Chúa xây qua, Chúa nói, hỏi Satan hãy lui ra khỏi ta. Lui ra đằng sau ta. Mới không nghĩ công việc của Đức Chúa Trời, nghĩ công việc của con người. Xin Chúa thương xót, thà quở trách nó anh chàng.
Và đừng bao giờ để cho bất kỳ dấu hiệu nào ngược lại lời của Chúa trở thành cơ sở nghi ngờ lời đời đời của Đức Chúa Trời. Đây là chỗ mà khi chúng ta thắng được thì chúng ta mới dám cầu nguyện cho những trường hợp mà theo như cái kinh nghiệm và sự hiểu biết kiến thức của con người, chuyện này là đã bó tay rồi. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng thôi như vậy thì công việc của mình là lo chuyện chung cất, thì như vậy nó không còn là tiếng nói của đức tin nữa. Vì lời của Chúa phải là cơ sở vững chắc cho chúng ta, là lời đời đời. Lời của Chúa đã tuyên bố với chúng ta, chúng ta biết tiếng Hebrew thì nó có những cái phẩy, nó những cái chấm, những cái phết. Lời của Chúa nói rằng một chấm, một phết cũng sẽ không qua đi. Trời đất mà chúng ta đang thấy nè, nó sẽ qua đi đó. Và những thứ mà chúng ta thấy nó là sao, là đủ mọi thứ, nó gọi là vững chắc lắm đó. Và Chúa nói là tất cả những điều đó sẽ qua đi. Nhưng mà một chấm, một phết của lời của Chúa cũng sẽ không bao giờ qua đi. Và khi chúng ta gom lại hết những điều mà chúng ta được nhắc nhở tới đây, chúng ta học biết ý của Chúa, chúng ta cứ ở trong Ngài, chúng ta không nghi ngờ, chúng ta xin với hết cả lòng tin của chúng ta. Và chúng ta xin xong rồi, chúng ta vẫn nuôi dưỡng cái lời cầu nguyện đó bằng những lời cảm ơn Chúa trước. Thì chúng ta sẽ thấy rằng điều chúng ta cầu xin, Chúa đáp lời rất nhiều. Nếu không nói là Chúa đáp lời tất cả. Amen anh chị em. Vì có một lời mà khi tôi hiểu được điều này, được khích lệ vô cùng. Lời của Chúa luôn luôn thành toàn. Jeremy chương 1 câu 12 đó. Chúa kêu Jeremy, con hãy nhìn xem. Ông thấy một cái khải tượng, xong Chúa hỏi, con thấy gì? Ông nói ông thấy một cái cây hành trổ bông. Thì Chúa Đức Giê-hô-va bèn phán, ngươi thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức giữ lời phán ta đang làm trọn. Hay nói khác, anh chị em qua câu kinh thánh này thấy hiện tại Chúa đang làm gì? Giờ ban đêm, lớn tuổi chắc giờ này ngủ sớm. Có phải Chúa đang chuẩn bị lên giường ngủ không? Không. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng ta sẽ tỉnh thức. Để chi? Để giữ lời phán ta đang làm trọn. Trong tiếng Anh thì dùng cái hình ảnh, cái chữ đó là ngủ. Và Ngài đang quan sát để xem có ai dám tin lời của Ngài. Mà nói như những đứa trẻ ở tại nước Mỹ này. Nhưng ba hứa. Nhưng mẹ hứa. Khi chúng ta cầu nguyện và chúng ta nhắc Đức Chúa Trời về những lời Ngài hứa, là chúng ta nói như những đứa trẻ. Tôi nhớ có một lần, một cái bài học mà nhớ đời, là các con của tôi hứa với nó là các con mà ngoan đó, ba sẽ chở đi ăn kèm. Mà thời đó, với cái đời sống tài chính giới hạn đó, mà đem con đi đến cái chỗ Marble Slab, là một cái tiệm kem mà nó làm ngay trước mặt mình. Tôi để những cái sữa, tất cả những cái thứ, những cái ingredient đó, để ở trên một cái miếng đá, một cái miếng slab mà nó lạnh, rất là lạnh. Rồi để họ trộn, ban đầu nó loãng loãng, từ từ nó cứng dần, đến một lúc họ cạo lên hết rồi gom lại đó, thì thành ra một cái muỗng kem rất là đẹp và rất là ngon. Hứa sẽ dẫn con đi. Trong lúc tôi đang làm việc chuẩn bị cho bài giảng cuối tuần, chúng nó đi học về, hân hờ lắm. Ba ơi, mình đi ăn kem, đến lúc mình đi ăn kem. Thì tôi trả lời, tôi nói ba bận quá. Nhưng ba hứa mà. Ouch. Chờ ba một chút xíu. Ba đang cố gắng giải quyết xong rồi mình đi. Nhớ nha, ba hứa. Anh em ngồi đó và suy nghĩ, mình không thể nào tập và để trong lòng của con một cái ý tưởng rất là xấu là ba của nó
Ông đứng ở trên bục giảng, ông giảng là Đức Chúa Trời là thánh tín và ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời đó. Mà giờ chỉ có chuyện nhỏ, hứa dẫn con đi ăn kem mà ông còn nuốt lời. Tôi bỏ bằng làm việc. Họ dắt con đi cho nó một buổi ăn kem. Vì nó nhắc. Anh chị em trên một phương diện, khi chúng ta cầu nguyện trong đức tin, chúng ta cầu nguyện theo ý của Chúa, là mình nhắc Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa hứa. Chúa hứa là hầu cho hễ ai tin không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Con cầu nguyện cho dân tộc của con, nhiều người sẽ được cứu. Lời của Chúa hứa sẽ trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài, nhưng Chúa chưa trở lại bởi vì Ngài đang kiên nhẫn chờ đợi cho người ta có cơ hội ăn năn, vì Ngài không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Và đó là điều Cha hứa. Thì nếu tôi còn muốn tìm đủ một cách để giữ lời, thì lời của Chúa ở đây cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời của chúng ta, người thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức giữ lời phán ta đang làm trọn. Amen anh chị em. Xin Chúa cho để những điều này chúng ta học, nó đi cùng với chúng ta, để khi chúng ta cầu nguyện, thì tất cả điều này nó sẽ là những cái điều căn bản, nền tảng cho chúng ta để lời cầu nguyện của chúng ta được chắc chắn ở trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục hai phần cầu nguyện, các điểm cầu nguyện của chúng ta. Cho khải tượng Việt Nam sẽ được cứu, chúng ta tiếp tục cầu nguyện Chúa Ngài gieo khải tượng này trên tất cả các lãnh đạo, cho mục sư, hội thánh Chúa trong nước cũng như hải ngoại. Cảm ơn Chúa, mỗi ngày chúng ta nghe thêm những tin tức thế nào các mục sư ở tại Việt Nam của các tổng hội đã vượt hàng rào của hệ phái của mình và đang làm việc với nhau, đang có những buổi cầu nguyện, có những buổi gặp gỡ với nhau và có những ý định để hiệp lại với nhau, chuẩn bị những gì cần chuẩn bị để hội thánh được phước, đất nước, dân tộc mình được phước, để mình làm nguồn phước cho các nước lân bang nữa. Cảm ơn Chúa. Nếu cầu xin Chúa cho có một sự hiệp nhất giữa hội thánh của Chúa. Trong cái bối cảnh của chúng ta, đây là điều khó nhất. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái việc các hội thánh hiệp nhất lại với nhau, chúng ta thấy mỗi ngày một rõ nét hơn. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa Ngài ban cho 595 tường thành người lính canh. Mỗi tường có 168 người, một tường thành. Mỗi người chịu trách nhiệm cầu nguyện một giờ trong tuần, thì chúng ta thấy rằng có một tường thành có thể diễn ra. Mà chúng ta cầu nguyện để Chúa cho sẽ nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa, tinh thần cầu nguyện cũng đang lên cao cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhất là khi Covid xảy ra, anh em của chúng ta đã tất cả đều trở nên hội thánh tư gia hết. Từ hội thánh nhà thờ cho đến hội thánh tư gia, tất cả đều nhóm ở nhà hết. Cho nên những người trước đây đã xem thường hội thánh tư gia, bây giờ đã trở nên hội thánh tư gia. Bởi vì người ta cấm không cho đi đến nhà thờ. Thì cầu nguyện. Cầu nguyện để sống còn. Cầu nguyện để mình có thể giữ được đức tin của mình. Cầu nguyện để thắng cái sự sợ hãi bị lây nhiễm bệnh. Cầu nguyện vì lúc đó tinh thần rất là dễ bị áp đảo. Và cảm ơn Chúa, tinh thần cầu nguyện đó vẫn được tiếp diễn ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa Ngài ban cho để sẽ có ít nhất 100.000 thành viên của đội ngũ cầu nguyện. Và chúng tôi đang kết nối với các chức vụ cầu nguyện. Và anh em của chúng ta đã và đang làm việc chung với nhau. Và xin Chúa Ngài cho để sẽ đến lúc số người này sẽ được nhận diện, được trang bị và sẽ có những kế hoạch để chúng ta cùng hiệp ý, hiệp lòng cho những đề tài, những chủ đề để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp trợ tài chánh cho khải tượng. Thì Chúa Ngài sẽ làm công việc siêu nhiên của Ngài. Hãy công bố gió bắc thổi vào trong công việc để những cái kho báu dấu kín sẽ được lộ ra và con gái của Chúa chúng ta sẽ được Chúa Ngài cho nắm trong tay những khoản tiền lớn để tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa cho khắp đất nước Việt Nam của chúng ta, cho trường đào tạo ơn của Chúa, những chương trình truyền giảng lớn trong ơn của Chúa. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện cho sinh hoạt của VBC Hiếu Sinh của chúng ta, cho các mục vụ ở trong hội thánh. Tiếp tục cầu nguyện cho VBC Kids, Chúa Ngài cho thiếu nhi tiếp tục mục vụ này tiếp tục được phát triển và sớm sẽ trở lại với con số mà chúng ta đã từng có. Chúng ta đừng có trên dưới 100 em mỗi ngày Chủ nhật. Thì chúng ta xin Chúa Ngài cho
để số này sẽ sống trở lại. Và cảm ơn Chúa, hai tuần qua Chúa cho số lượng các em được nhóm lại rất là đông. Mặc dù tuần trước, các em mà đã đến tuần trước thì Chủ nhật vừa qua không có trở lại, nhưng mà Chúa cho những gia đình mới. Thì xin Chúa ngài tiếp tục ban phước để tất cả các em sẽ cùng đến nhóm lại cùng một ngày Chủ nhật đó. Thì chúng ta sẽ thấy cái sức mạnh của nó trở lại. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho BBC Student. Chúng ta ơn trên mục sư Sam, trên Timothy, trên Emmy và các lãnh đạo của BBC Student để sẽ có nhiều sinh hoạt giúp đỡ cho các em được trưởng thành rất lớn bên trong Chúa. Chúng ta nhớ và cầu nguyện cho hội thánh đơn giản vì chúng ta sẽ nhóm lại trong 6 tuần lễ kế tiếp này. Và cầu nguyện cho các lớp học kinh thánh. Chúng ta cầu nguyện cho lớp huấn luyện Growth Track, đó là tiến trình tăng trưởng, để anh chị em chúng ta qua tiến trình tăng trưởng có cơ hội để dự phần đóng góp hầu việc Chúa, để gia nhập vào trong đội tuyển của hội thánh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các tân tín hữu, những người vừa mới tin Chúa trong những ngày qua. Và đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho một số các gia đình. Hôm Chủ nhật vừa rồi có một cái việc cũng khá đặc biệt, chúng ta nhớ chúng ta cầu nguyện. Mục sư Trà Tuấn Hải và vợ, hai ông bà dắt một số con cái của Chúa đã sinh hoạt trong hội thánh ở nhà của ông bà, đem đến và trao tay nhờ BBC Houston chăm sóc họ kể từ đây. Họ gia nhập làm học viên của hội thánh. Vì ông bà khi rời Washington DC về đây thì có một số con cái của Chúa họ đã bỏ Washington DC, họ dọn về đây sinh hoạt chung với ông bà. Khi ông bà vào hội thánh ao ước muốn trở nên hội thánh đầy dạy Đức Thánh Linh, thì bị hội thánh truyền thống nơi ông bà phục vụ bắt bớ, và họ không muốn có những sự tranh cãi, cho nên họ âm thầm họ ra đi. Thì có một số các anh em, hai tuần sau, họ gọi cửa nhà của ông bà, và rằng tụi con dọn theo mục sư. Họ kéo một cái chiếc U-Haul, mở cửa ra thì thấy tất cả quần áo gì đó còn bỏ ở trong túi rác, chứ họ cũng không có thời giờ để xếp nữa. Rồi khi mà mua nhà hay là có chỗ ở xong rồi họ mới trở về trên đó bán nhà trên đó. Nhưng ông bà đi có một cái sự kêu gọi của Chúa cho những công tác ở tại Việt Nam, làm việc với các trung tâm giải cứu, mà chúng ta cuối tháng 11 này, cuối tháng 10 đầu tháng 11 chúng ta cũng sẽ về đó và làm việc ở những trung tâm đó. Thì cảm ơn Chúa, khi ông bà đi trong lần vừa rồi 6 tuần trở về, thấy con cái của Chúa khuyến khích là đi tìm các hội thánh ở gần để đi nhóm, nhưng mà anh em họ không chịu đi đâu hết. Thật ra Chủ nhật vừa rồi ông bà dắt con đến đây giao cho chúng ta. Một số các bạn thì ban đầu buồn nghĩ là ông bà mục sư bỏ mình, nhưng mà cuối cùng thì họ hiểu được tâm tình là ông bà nói rằng nếu ở trên Houston này cái hội thánh nào mà họ muốn gửi gắm và giao con cái của họ, con cái thuộc linh của họ, hội thánh để được chăm sóc thì là BBC Houston. Cho nên họ đã dắt các gia đình đến đây để sinh hoạt với chúng ta. Thì chúng ta cầu nguyện Chúa ngài cho để sẽ có một sự kết nối tốt đẹp. Hai đứa con của ông mục sư, ông bà mục sư Hải là hai thành viên mà Vĩnh An ao ước. Chúng ta nghe là chúng tôi có ý định mời Vĩnh An hướng dẫn cho chúng ta tối thứ ba. Nhưng mà Vĩnh An nói rằng con không thể hướng dẫn được nếu thiếu một cái keyboard và trống, thì không tìm được. Vì Vĩnh An cũng kêu gọi rất là tha thiết với một số người, thì các anh em nói rằng trong tuần thì chịu, họ không thể làm được. Các em trong đội hướng dẫn người khen thờ phượng của Hồ Thánh thì cũng đã quá bận rộn cho những công tác khác, cho nên không thêm được ngày thứ ba. Nhưng mà biết đâu chừng đây là cơ hội. Bệnh An nói rằng mục sư, nếu con có thể hướng dẫn được thì con phải thuyết phục hai bạn mà đã từng hướng dẫn với con ở vùng DC. Để cảm ơn Chúa, Chủ nhật vừa qua hai em này đã đến, dĩ nhiên là để hoạt động trong VBC cũng qua cái tiến trình tăng trưởng vân vân, nên chúng ta nhớ và cầu nguyện cho để việc này được diễn ra và chúng ta sẽ sớm có một đội để hướng dẫn chúng ta ngợi khen trong các buổi thứ ba. Anh chị em, chúng ta cầu nguyện, đừng than phiền, đừng lầm bầm. Bởi vì có những việc chúng tôi muốn thực hiện lắm, nhưng mà còn yếu tố Chúa phải nhúng tay vào thì việc mới xảy ra. Chúng tôi cũng nghe những tiếng xì xào,
Sau tối thứ ba, mục sư không có một cái đội nào để hướng dẫn, mà hát nhạc của ban hướng dẫn. Thì chúng ta bây giờ biết lý do. Người mà chúng tôi mời, anh chị Hải Như biết, nhưng mà chưa thực hiện được, vì còn thiếu thêm một vài nhạc công để có thể yểm trợ mình. Thì xin Chúa ngài ban phước để tất cả đều sẽ được diễn ra trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Vì Chúa ngài có quyền, ngài có thể làm việc, ngài có thể điều động người. Hình dung với tôi trên bàn cờ của Chúa đó, ngài có thể di chuyển những con cờ để làm thành mục đích của ngài. Thì chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ngài hướng dẫn. Chúng ta cầu nguyện Chúa ngài tiếp tục chữa lành, phục hồi sức khỏe cho bác Thái Bá Hoàng. Ông phải tiếp tục cầu nguyện cho ông để ông tập luyện để đi đứng trở lại sau hơn 2 tuần lễ nằm để điều trị ở trong ICU, là phòng hồi sinh cấp cứu, chúng ta biết rất là nguy hiểm. Và khi ông khỏe hẳn, bác sĩ cho ông ra phòng thường, thì ngày hôm sau họ đã cho ông xuất viện. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện Chúa ngài cho ông tập đi đứng trở lại mỗi lúc một khỏe hơn, phổi của ông làm việc trở lại trong mức độ bình thường, hãy sống trở lại, sinh hoạt với hội thánh. Và trong công tác mà Chúa ngài giao cho ông là một trong những người cầu thai thường xuyên cho hội thánh của Chúa. Chúng ta nhớ đến bác Tài, má của Loan, bà bị thiếu huyết cầu. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà Linh. Sáng hôm nay thì chúng tôi có cầu nguyện, dịp để cầu nguyện cho bà. Bà đi Việt Nam về, chúng ta biết rằng bà trước đây là bị lao phổi. Về Việt Nam thì chắc là không khí nó ô nhiễm, cho nên việc nó càng nặng hơn nữa. Bà trở về thì ho liên tục, không nghỉ, nên rất là mệt mỏi. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi đã cầu nguyện cho bà có tuyên giảm, nhưng chưa có dấu hiệu của lành hoàn toàn. Sáng hôm nay tiếp tục cầu nguyện cho bà, thì xin Chúa nghe đỡ bà dạy. Chúng tôi cầu nguyện cho các công tác chuẩn bị cho đại hội năm nay, cho đại hội mà chủ đề của chúng ta là những việc lớn hơn. Cầu nguyện cho các diễn giả. Năm nay Chúa cho chúng ta có 5 diễn giả. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa nghe cho các đại tớ của Chúa được ơn của Chúa để có thể chia sẻ lời Chúa với chúng ta. Năm nay việc tổ chức của chúng ta vì có nhiều diễn giả và đặc biệt là 20 năm, cho nên chúng ta sẽ không có những buổi trưa nghỉ, mà chúng ta sẽ có các buổi nhóm trưa nữa. Nên chúng ta nhóm 9 giờ sáng, chúng ta nhóm 1 giờ trưa, rồi chúng ta nhóm 7 giờ tối. Một ngày chúng ta sẽ có 3 buổi. Thì bạn hướng dẫn người khen mọi công tác đều sẽ phải gia tăng, cho nên xin anh chị em nhớ và cầu nguyện cho đại hội của chúng ta. Nó cũng cầu nguyện cho việc xin visa của các mục sư, các lãnh đạo tại Việt Nam, cho sự tham gia của con cái Chúa trong VBC, vì chúng ta sẽ có nhiều việc chúng ta phải làm, tham gia và nhận huấn luyện cho đội tuyển của đại hội. Và cuối cùng chúng ta cũng nhớ và cầu nguyện cho, bởi vì chúng tôi đang cố gắng để matching cái thời khóa biểu, bởi vì chúng ta có 3 địa điểm ở miền Bắc, là những nơi mà năm 2019 chúng ta đã ghé qua các địa điểm đó. Thì hôm tháng 3 khi chúng tôi về, các đại tớ của Chúa đã ngỏ lời mời là đầu tháng 11 thì chúng tôi sẽ về để thăm các trung tâm Thái Bình cũng như Aquila. Aquila thì ước ao của chúng ta là sẽ tổ chức tương đương với lần rồi, sẽ có 2.000 người tham dự. Ở tại Thái Bình, chỗ trung tâm giải cứu của mục sư Cầm, thì chúng ta biết rằng lần trước thì chúng ta có 800 chỗ ngồi. Và trong mùa phục sinh năm trước thì chuẩn bị cho ngày phục sinh thì có một cái cơn giông thổi và nó thổi tóc mấy cái tấm bạc đó. Thì hội thánh của Chúa mục sư Cầm lấy đức tin và đã xây luôn cái mái chắc chắn. Thì ông nói rằng ít nhất cũng phải là 1.000 người. Rồi tại Phú Thọ, nơi chỗ của mục sư Tuyến, thì sẽ có 3 địa điểm ở miền Bắc. Rồi chúng ta cũng đang làm việc, sẽ có địa điểm ở tại Cà Mau và một địa điểm khác nữa khi Chúa ngài cho phép. Như vậy chúng ta sẽ có 5 địa điểm và tiềm năng chúng ta có thể phục vụ 6.000 người trong 2 tuần lễ. Đòi hỏi một sự phối trí rất là khó, rất là tỉ mỉ và ơn của Chúa. Tiếng nói từ đội ngũ anh em của chúng ta, từ mục sư Don và hội thánh Inspire tại New Zealand, thì ông xin là năm nay nếu Chúa cho phép, ông được giấy phép để vào cùng giảng lời của Chúa với chúng tôi, thì bà cũng như 7 con cái Chúa khác nữa ở trong hội thánh của ông xin được tham dự với đoàn của chúng ta. Vì con gái của ông và một người bạn rất thân của ông
năm rồi có đi chung, họ trở về họ kể thì họ sánh hăng hái lắm. Họ muốn đi nhiều hơn nữa nhưng mà ông phải ngăn họ. Đi hết ai lo chuyện ở nhà. Cho nên chỉ giới hạn ở trong chừng đó. Để chúng ta nhớ và chúng ta cầu nguyện cho Đức Chúa Ngài ban phước. Chúng ta có rất là nhiều điều để nhiều việc để làm, để chuẩn bị cho ngày mà Chúa Ngài sẽ làm những việc lớn lao của Ngài. Amen anh chị em. Xin Chúa Ngài dùng những điều này để khích lệ anh chị em và chúng ta có thêm nhiên liệu để chúng ta cầu nguyện ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Dựa trên những điều chúng ta đang nghe, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, những lời hứa của Chúa, ý của Chúa. Hãy cầu nguyện một cách hết lòng và tin cho khải tượng Việt Nam được cứu và những điều liên quan đến, cũng như sinh hoạt của VBC Hiếu Sinh của chúng ta. Hội Thánh phải phát triển bởi vì nhiều người cần phải được cứu. Hội Thánh phải phát triển để mục vụ của chúng ta có đủ nhân sự để chúng ta sẽ đáp ứng tất cả mọi lứa tuổi. Hội cho chúng ta sẽ làm thành khải tượng mà Chúa Ngài ban cho Hội Thánh của chúng ta tại địa phương cũng như công việc của chúng ta, của tầm cỡ của thế giới. Chúa Ngài sẽ tiếp tục mở rộng trong ơn của Chúa. Em muốn tìm một người bạn đồng đội. Chúng ta sẽ cùng nhau gõ cửa thiên đàng. Với đức tin dựa theo lời của Chúa, ý của Ngài, mà cầu xin những điều này. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.